Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, với tính chất đặc thù, tổng số việc và tiền phải thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai nằm trong các tỉnh có số thụ lý lớn về việc về tiền của cả nước. Trong đó có nhiều vụ án lớn phức tạp với nhiều loại tài sản phải xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự của toàn hệ thống tỉnh đã có nhiều nỗ lực và đạt một số kết quả nhất định. Cụ thể, năm 2021, tổng số lượng phải thi hành trên 27.000 việc, số có điều kiện thi hành hơn 20.000 việc, đã thi hành xong trên 15.000 việc, đạt tỷ lệ 73,31%. Tổng số tiền phải thi hành trên 5.500 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành hơn 1.800 tỷ đồng, đã thi hành xong trên 882 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49% và vượt chỉ tiêu được giao 9%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số lượng phải thi hành trên 19.000 việc, số có điều kiện thi hành hơn 12.000 việc, đã thi hành xong trên 6.100 việc, đạt tỷ lệ 68%. Tổng số tiền phải thi hành trên 5.000 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành hơn 1.400 tỷ đồng, đã thi hành xong trên 455 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42% và vượt chỉ tiêu được giao năm 2022. Bên cạnh những mặt tích cực, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh còn gặp những khó khăn vướng mắc. Trong đó, các án tồn động từ nhiều năm trước còn nhiều khó khăn, phức tạp nên cho đến hiện tại vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Quá trình tổ chức thi hành án còn một số vụ việc vi phạm về quy trình thủ tục, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn một số trường hợp cấp huyện chậm xử lý, dẫn đến khiếu nại vượt cấp. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của người phải thi hành án chê ý, né tránh. Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo chia sẻ, Đồng Nai có đông dân cư, số lượng án rất lớn. Trong điều kiện đội ngũ cán bộ của toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng đã có nhiều nỗ lực trong công việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sau buổi giám sát, đoàn sẽ ban hành kết luận và báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có sự chỉ đạo trong thời gian tới, nhằm giúp việc thi hành án dân sự trên địa bàn ngày càng tốt hơn.